khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục, tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì, nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn. Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi lấp đầy liên tục thôi. Mặc cho cái drama đời tư một thời thì chất lượng của ổ bánh mì Huỳnh Hoa chính là cái khiến khách liên tục kéo đến. Khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục, tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì, nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn. Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi lấp đầy liên tục thôi. Mặc cho cái drama đời tư một thời thì chất lượng của ổ bánh mì Huỳnh Hoa chính là cái khiến khách liên tục kéo đến. Khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục, tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì, nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn. Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi lấp đầy liên tục thôi. Mặc cho cái drama đời tư một thời thì chất lượng của ổ bánh mì Huỳnh Hoa chính là cái khiến khách liên tục kéo đến. Khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục, tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì, nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn. Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi lấp đầy liên tục thôi. Mặc cho cái drama đời tư một thời thì chất lượng của ổ bánh mì Huỳnh Hoa chính là cái khiến khách liên tục kéo đến. Khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục, tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì, nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn.
Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi lấp đầy liên tục thôi. Mặc cho cái drama đời tư một thời thì chất lượng của ổ bánh mì Huỳnh Hoa chính là cái khiến khách liên tục kéo đến. Khách nước ngoài, trong nước nè, kể cả khách địa phương đều ăn luôn. Cái ổ bánh mì to là to, với chừng này chả thịt pate chà bông được thêm mà mình ngợp luôn á. Công nhận tay của các bạn nhân viên nhanh thoăn thoắt luôn, bánh mì nướng liên tục tại vì có một người mua đến 6-7 ổ đem về tận Hà Nội ăn luôn á. Tiệm còn có chỗ ngồi ăn bên trong cho 4 người là cùng thôi, còn lại thì mua xong mang đi. Một phần như vậy đã có đồ chua bỏ riêng, bao tay, khăn ghi ướt cho tiện rồi. Cảm nhận khi ăn ổ bánh mì này thì ngon, vì siêu nhiều pate luôn, bơ béo nè, thịt chả nhiều quá thành ra mình cũng ngán, ăn được chỉ có nửa ổ thôi. Với mình mức giá này có hơi đắt một xíu so với một ổ bánh mì nhưng nó xứng đáng nha, vì nằm ở trung tâm. Cộng thêm một chút tự hào vì mình có thể giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài chỗ bán bánh mì uy tín tại Sài Gòn. Có một tiệm bánh mì khiến khách đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa nóng 40 độ tại Sài Gòn chắc chỉ có thể là bánh mì Huỳnh Hoa. Tiệm chia ra hai bên, một bên cho shipper và một bên cho khách để bớt đông rồi á mọi người. Giá của một ổ sẽ là 65 cành. Mình để ý các loại nhân chả thịt chà bông ở trong cái tủ kia cứ vơ rồi.